Nam giải cứu thiếu niên 17 tuổi trong đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khỉ đuôi lợn chạy xông vào bếp của một nhà người dân ở quận Gò Vấp. Bắt 44 quái xế đua xe trái phép để quảng cáo lò đồ xe. Bị giật dây chuyền, người phụ nữ đuổi theo lấy lại được. Phúc đời thường, gìn giữ hạt ngọc của đại ngàn. Xin kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay, thứ hai, ngày 13 tháng 2 năm 2023. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Ngọc Luân của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Cách Sài Gòn 2 giờ di chuyển, sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới. Đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Ngày 13 tháng 2, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an cho biết trong ngày đầu tìm kiếm cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác của Việt Nam đã phối hợp với các lực lượng quốc tế giải cứu thành công nạn nhân 17 tuổi từ đống đổ nát. Theo đó, đội cứu hộ Việt Nam được phân công tìm kiếm cứu nạn người dân trong khu vực đổ sập. Thời điểm này có 10 người bị vùi lấp. Với việc sử dụng thiết bị chuyên dụng của Việt Nam và sự hỗ trợ phương tiện cơ giới của nước bạn, đội đã xác định vị trí gần nhất để tiếp cận nạn nhân và tiếp tục đi từ vị trí được phá dỡ sâu vào trong 6 mét theo một đường hẹp chỉ vừa một người chui vào được và phát hiện dấu hiệu của nạn nhân. Đến sáng 11 tháng 2, sau khi lên phương án, đoàn Việt Nam đã đề nghị đội cứu nạn Pakistan cùng tiếp cận theo các hướng để giải cứu nạn nhân. Đội Pakistan đã tiếp cận phía sau tòa nhà nơi họ đang làm nhiệm vụ, đã tiếp cận được và đưa ra khỏi đống đổ nát một nạn nhân 17 tuổi. Hiện công tác cứu nạn cứu hộ đang tiếp tục được triển khai nhằm tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Trong chuyến đánh bắt sau Tết Quý Mão, nhiều ghe thuyền của ngư dân Khánh Hòa trúng đậm cá nục. Các chuyến tàu liên tục trở về khiến cảng cá trở nên nhộn nhịp những ngày đầu năm. Ghi nhận tại bến cá Vạn Giả của huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, những ngày đầu năm Quý Mão, sau chuyến đi biển ngắn ngày, các ghe thuyền của ngư dân liên tục trở về với đầy ắp cá nục. Cá nục là một loại cá rất quen thuộc để chế biến nhiều món ăn ngon, được thị trường ưa chuộng. Cá có kích thước nhỏ, tròn và hơi dẹt, thường sống ở ven biển các tỉnh miền Trung. Do cá rất dễ tiêu thụ, nên nhiều xe đông lạnh của các cơ sở chế biến tập trung tại cảng để thu mua sau khi được các bạn hàng phân loại cho vô thùng. Hiện với giá bán cho bạn hàng ngay tại cảng khoảng trên dưới 50.000 đồng một ký, bình quân mỗi ghe thuyền đánh bắt được trên vài tấn cá, nên sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi ghe thuyền cũng lãi được hàng chục triệu đồng, khiến ngư dân phấn khởi sau những tháng dài biển động trước và trong Tết. Thưa quý vị, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023, mặc dù giá mía bán cho nhà máy đường có giảm, nhưng nhờ nông dân chủ động trồng giống mía ngắn ngày nên vẫn thu lãi cao. Theo nhiều nông dân trồng mía ở Hậu Giang, hiện nay giá mía bán chục giống ROC16 su phèn được thương lái thu mua với giá 2.000 đồng một ký, giảm 300 đồng một ký so với thời điểm trước Tết. Tuy nhiên, nhiều nông dân trồng mía cho hay vẫn thu lãi cao do năng suất tốt. Và đây là giống mía ngắn ngày, bán cho thương lái không tốn chi phí nhân công thu hoạch. Bà con nông dân cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên mía phát triển tốt, ít sâu bệnh, cây mía đứng thẳng nên đạt năng suất khá cao. Có hộ đạt gần 20 tấn một công, giá bán 2.000 đồng một ký. Nếu trừ hết chi phí, người dân đạt lợi nhuận gần 30 triệu đồng một công. Theo nhận định, đây là giá bán cao nhất từ trước đến nay. Sau khi trừ chi phí, mỗi hecta trồng mía chục, bà con bán mía chục cầm chắc lợi nhuận trên 200 triệu đồng. Mía chục được thương lái tìm đến tận ruộng để thu mua, không yêu cầu khắt khe về lượng đường như bán cho nhà máy, không tốn chi phí thuê mướn nhân công thu hoạch. Ngoài ra, giống mía này chín sớm, khoảng 8 tháng là cho thu hoạch, nông dân có thể lưu gốc để trồng tiếp vụ sau. Ngày 12 tháng 2, ông Trịnh Minh Phong ngụ ở phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã tự nguyện giao nộp một con khỉ đuôi lợn cho Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh. Con khỉ này không biết từ đâu đã chạy vào bếp của một người dân trong khu vực. Ông Phong cho biết vào sáng cùng ngày, một con khỉ không rõ từ đâu đến chạy xông vào khu vực bếp của một nhà người hàng xóm. Phát hiện sự việc, người hàng xóm trên đã báo cho lực lượng chức năng, đồng thời nhờ ông Phong hỗ trợ để bắt con khỉ trên. Nó chạy xông vào nhà bếp của một người hàng xóm, thì mới nhờ tôi qua hỗ trợ bắt giùm. Thì trong quá trình bắt con khỉ thì có đồng chí Kiểm Lâm có một gọi video call để hướng dẫn hỗ trợ
bắt con khỉ. Thì tôi nghĩ là con khỉ của ai nuôi và nó bị sổng thôi. Tôi muốn con khỉ được trở về tự nhiên, trở về thiên nhiên với nó, với cuộc sống của nó. Đến tiếp nhận con khỉ trên đưa về chăm sóc cứu hộ theo quy định, lực lượng kiểm lâm xác định đây là khỉ đuôi lợn cái, nặng khoảng 1,2 kg, thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Ngày 13 tháng 2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ngăn chặn kịp thời bắt hàng chục quái xế tụ tập đua xe trái phép. Trước đó, tối 11 tháng 2, hàng trăm quái xế từ các tỉnh như Tiền Giang, Long An, Bến Tre lập nhóm kín trên mạng xã hội, hẹn nhau tổ chức đua kéo xe trái phép. Nhóm quái xế này cho người cảnh giới trước trụ sở của công an nhằm báo động cho các tay đua khi thấy công an rời trụ sở. Đến 22 giờ 30 ngày 11 tháng 2, thấy không có bóng công an, các nhóm quái xế đã tụ tập quanh quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Long Hưng, huyện Châu Thành để chuẩn bị đua. Khi thấy cảnh sát, nhiều quái xế bỏ xe chạy vào các đường nhánh con hẻm vườn cây của nhà dân để trốn, nhưng đều bị lực lượng công an đón lỏng, mật phục bắt giữ 44 người, cả nam và nữ, có hành vi tổ chức cổ vũ đua xe trái phép. Qua kiểm tra, công an thu giữ 43 xe máy, trong đó có nhiều xe cọp và hầu hết các xe đã thay đổi kết cấu hình dáng, độ máy, tăng công suất động cơ, nhằm phục vụ mục đích đua xe trái phép. Theo cơ quan công an, bước đầu qua làm việc, những quái xế đã thừa nhận mục đích đua xe để so kè tốc độ và nhằm quảng cáo lò độ xe của các nhóm với nhau. Ngày 13 tháng 2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh đôi nam nữ áp sát, giật dây chuyền của một phụ nữ ngay trước cửa nhà hết sức táo tợn. Ngay lập tức, nạn nhân đuổi theo và giật lại được sợi dây chuyền, còn mặt dây thì bị kẻ gian lấy đi. Vụ việc xảy ra tại con hẻm đường Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, hơn 20 giờ tối ngày 7 tháng 2, chị PTM, 33 tuổi, ngụ quận Tân Bình, nạn nhân cho biết, thời điểm này chị đang đứng trước nhà tại hẻm đường Huỳnh Văn Nghệ thì có đôi nam nữ chạy xe máy đến áp sát, giật sợi dây chuyền vàng rồi tăng ga bỏ chạy. Trong lúc băng qua gờ giảm tốc xi măng, chiếc xe máy của kẻ gian loạn choạng. Lập tức chị M đuổi theo, giật lại được sợi dây chuyền từ trên tay cô gái ngồi sau xe máy. Tuy nhiên, phần mặt dây chuyền vàng thì bị mất. Nạn nhân cho biết dây chuyền có giá trị gần 6 triệu đồng, riêng phần mặt dây chuyền vàng bị mất hơn 1 triệu đồng. Sau khi vụ việc xảy ra, chị M vẫn chưa trình báo công an. Đoạn clip sau đó xuất hiện trên mạng. Liên quan vụ việc trên, đại diện công an quận Tân Bình cho biết sẽ cho người xuống hiện trường điều tra làm rõ. Sài Gòn hay về nhân viên sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, trong giai đoạn hiện nay, bên cạnh quá trình phát triển, việc gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của cha ông là một việc rất cần thiết. Với đồng bào người Cờ Ho ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, nhiều thế hệ tiếp nối đến nay, bà con ở đây vẫn còn giữ truyền thống sản xuất lúa đồi, hay còn gọi là lúa rẫy. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý khán giả cùng tìm hiểu cách mà bà con nơi đây gìn giữ hạt ngọc của đại ngàn, quý vị nhé! Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền nông nghiệp, cây cà phê cũng như nhiều loại cây ăn trái khác dần thay thế diện tích trĩa lúa rẫy bởi hiệu quả kinh tế cao hơn. Tuy nhiên, ở xã Gia Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, vẫn dành một diện tích nhất định để duy trì và giữ gìn phát triển giống lúa truyền thống được ông bà cha mẹ nhiều thế hệ trước để lại. Diện tích trồng lúa rẫy biến động theo từng năm bởi tập quán trồng trọt của bà con. Mỗi năm, lúa rẫy chỉ được trồng đúng một vụ. Năm nay, gia đình bà Ca Hệt, thôn Ca Xá trồng gần một sào lúa rẫy. Bà Hệt cho biết, việc trồng lúa này có từ ngày xưa. Ông bà truyền lại cho hạt giống để gieo trồng. Người trong thôn từ nhỏ ai cũng biết cách trồng lúa rẫy. Này, ông bà mình hồi xưa người ta quý mình làm ra hạt lúa, hạt gạo này mới ăn xong, mới mình sinh xong có con cái, mình mới trưởng thành sau này có con cháu nhiều nhờ hạt lúa, hạt gạo này thôi. Quy trình trồng lúa rẫy rất đơn giản. Vào đầu mùa vụ, bà con chọn những cây đồi thoải vừa dốc kết hợp trồng lúa đồi tại những vườn cà phê còn thấp. Khi mưa xuống, đất mềm và tơi hơn, bà con lấy những hạt lúa giống đã tuyển chọn, gieo vào đất. Không cày bừa như lúa nước, chỉ có hình ảnh người đàn ông đi trước, dùng hai thân cây nhỏ đào lỗ, người phụ nữ bỏ hạt lúa xuống rồi lấp đất lại.
Những hạt lúa đã gửi vào lòng đất sẽ nhờ sương trời, gió núi, mưa rừng để vươn mình nảy mầm xanh. Từ lúc trĩ hạt cho đến khi thu hoạch, bà con chỉ tốn công làm cỏ, còn sự sống thì phó mặc cho cây tự sinh, tự dưỡng theo quy luật tự nhiên. Sau 6 tháng trồng, nếu thời tiết thuận lợi, cây lúa rẫy sẽ đâm bông, kết thành những hạt lúa to, chắc nịch, tỏa hương thơm ngát. Vào những ngày này, hạt lúa rẫy trên những quả đồi ở xã Gia Bắc đã to tròn, chắc nịch, vàng ươm. Trên triền đồi, lúa đã chín vàng hoe, những vạt lúa cao ngang bụng, nối đuôi nhau, trải dài cả một vùng, đẹp như một bức tranh thủy mặc giữa đại ngàn. Lúa rẫy từ xa xưa được xem là hạt ngọc của trời, gắn liền với đời sống tâm linh của đồng bào. Không chỉ góp phần đảm bảo lương thực hàng ngày, từng hạt cơm lúa rẫy còn nuôi dưỡng tâm hồn, tạo nên bản sắc văn hóa riêng của đồng bào dân tộc nơi đây qua các mùa lễ hội. Đối với cái đặc điểm của lúa rẫy, nó sẽ có hương thơm. Từ lúc mà trổ bông đến lúc mà mình thu hoạch thì cái mùi hương của nó rất là riêng biệt đối với lúa nước. Và đối với hạt gạo thì chất lượng hạt gạo nó sẽ ngọt hơn và béo hơn so với các loại gạo khác. Để việc duy trì thì cái này thì riêng bản thân mình nghĩ thì chỉ có việc là mình tận dụng cái mảnh đất nào đó của gia đình để mình trồng và duy trì cái giống này thôi. Cây lúa rẫy ở Gia Bắc không được khuyến khích trồng nhiều bởi các triền núi có độ dốc cao. Việc người dân đốt rừng trồng lúa dễ gây xói mòn đất, ảnh hưởng đến rừng. Tuy nhiên, tận dụng phần diện tích đất trồng sau khi thu hoạch cà phê để trồng lúa đồi để có thêm lương thực là cách làm thiết thực của bà con nơi đây. Điều quan trọng hơn là họ muốn gìn giữ lại giống lúa truyền thống của cha ông. Những hạt lúa này chỉ được dùng trong những dịp lễ, dùng để cúng dường hoặc để làm quà tặng cho du khách phương xa. Con là một người con của dân tộc, thì con sẽ cùng với cha mẹ, ông bà để gìn giữ, trồng lại cái giống lúa này để gìn giữ. Giống lúa để không bị mất đi cái truyền thống của mình. Mùa xuân về, khi những hạt lúa vàng đã được thu hoạch xong là thời điểm đồng bào dân tộc Cờ Ho mong đợi nhất trong năm, đó là lễ cúng lúa mới. Lúc này, lễ cúng lúa mới được tổ chức linh đình, con cháu sân về cùng chung thưởng thức những ché rượu cần thơm ngon, ủ từ lúa rẫy với men rừng, cùng nắm tay nhau bên ánh lửa hồng, múa hát say sưa, hòa nhịp với tiếng chiêng. Người Cờ Ho xem lúa rẫy là hạt ngọc của trời ban tặng, là hiện thân của sự kết tinh trời đất, là truyền thống bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc cần phải gìn giữ, tiếp nối. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa để đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuoitre.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Time Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại.